hỏi: "Con nghe hòa thượng giảng dạy về lục đại tông chỉ vân vân, nghe qua con thấy khó quá và cũng không dễ gì học theo được, nhất là về chuyện thật sự không ích kỷ, con cảm thấy khó khăn vô cùng. Vậy hòa thượng có khóa lớp nào hay trường học nào hoặc phương pháp nào cốt miễn trừ những cái khó khăn ấy, hầu dạy chúng con làm sao để không ích kỷ được không?" Đáp: "Điều này tôi cũng cần có người dạy dỗ, nhưng phải dạy từ lúc nhỏ. Từ lúc đầu đối với trẻ con, mình nên dạy nó biết cách làm người như thế nào, biết làm sao đối đãi với người khác, đừng để nó tranh giành hạng nhất với mọi người và ham kiếm cho thật nhiều tiền. Con nít lúc còn nhỏ không có lòng ích kỷ thì khi lớn lên nó sẽ không giống như kẻ điên rồ, chỉ làm việc với bản tính ích kỷ. Nhưng có người nói rằng: thầy nói cái đạo lý này tôi học không nổi đâu, tôi đã già rồi. Hoặc có người lại nói: lúc trẻ tôi đã không có học, bây giờ học càng không vô. Nay tôi chỉ muốn kiếm ra tiền, kiếm được nhiều tiền rồi, hoặc là tôi sẽ làm quan phát tài lớn. Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, như vậy cũng không sao. Tuy thời thơ ấu đã qua, nhưng các vị thanh niên hay người già vẫn có thể học trở lại những cử chỉ và tâm lý của trẻ nhỏ. Cho nên mới nói tất cả chỉ là thử thách. Xem tôi sẽ làm sao, xem anh sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối cảnh mà không biết tức là luyện lại từ đầu. Quý vị đối cảnh mà không nhận ra thì phải làm lại từ đầu đấy."